NASA công bố tin mừng chấn động sau 40 năm điên đầu tìm kiếm. Một phát hiện có thể nói là vô cùng đáng mừng từ sao Hỏa vừa được các nhà khoa học của NASA công bố. Phát hiện chấn động sau hành trình 40 năm tìm kiếm. Tương lai của loài người luôn là câu hỏi khó trả lời. Chúng ta đều biết rằng trong hệ mặt trời, trái đất của chúng ta là đặc biệt nhất. Dù không phải là trung tâm của hệ như là thuyết địa tâm của Ptolemy, chúng ta cũng không phải là trung tâm của vũ trụ, nhưng chỉ có một khác biệt nhỏ. Trái đất là hành tinh duy nhất từng được biết đến có sự sống. Khác biệt đó cũng chính là từ khí oxy, khí của sự sống. Lần đầu tiên trong 40 năm, các nhà nghiên cứu của NASA đã có một phát hiện chấn động. Họ tìm thấy nguyên tử oxy trong bầu khí quyển của sao Hỏa. Phát hiện này do thiết bị quan sát tầng bình lưu thiên văn hồng ngoại của NASA đặt cách 13,7 km trên trái đất. Khí oxy được tìm thấy trên tầng giữa của sao Hỏa. Phát hiện này đồng thời cũng giúp cho các nhà thiên văn giải thích được lý do khí ga đã thoát khỏi khí quyển của sao Hỏa như thế nào. Đây cũng là phát hiện khiến cho nhiều nhà khoa học phấn khích vì cho thấy một hiểu biết mới về hành tinh này, một ngôi nhà tiềm năng cho nhân loại trong tương lai. Điều này chứng tỏ rằng bầu khí quyển của sao Hỏa đã từng tồn tại khí oxy. Sự thay đổi của bầu khí quyển vì một lý do nào đó đã khiến chúng chạy thoát khỏi hành tinh đỏ. Thực ra, việc tìm kiếm những hành tinh có khí oxy và nước vẫn là một hành trình không mệt mỏi của các nhà khoa học và thiên văn. Việc quan sát bầu khí quyển của sao Hỏa để tìm kiếm dấu hiệu sự sống này đã kéo dài suốt hơn 40 năm. Những sứ mệnh tìm kiếm dấu hiệu sự sống trên sao Hỏa như là Viking hay là Mariner đã bắt đầu từ những năm 1970. Thế nhưng tại sao đến tận lúc này chúng ta mới có thể phát hiện điều kỳ diệu này? Chỉ có một lý do cản trở duy nhất là từ chính trái đất. Bầu khí quyển xanh của chúng ta đã vô tình gây ra khó khăn cho việc quan sát sao Hỏa. Nhà khoa học Pamela Mascum của dự án SOFIA cho biết, nguyên tử oxy trên sao Hỏa là điều vô cùng khó phát hiện. Ông cho biết khó khăn lớn nhất mà các máy đo phổ gặp phải chính là bầu khí quyển dày đặc của trái đất. Không chỉ sao Hỏa, khí quyển cũng là trở ngại lớn nhất khiến cho con người gặp hạn chế trong việc quan sát các hành tinh trong hệ mặt trời hay là cả những vật thể trong vũ trụ. Lịch sử và tương lai sao Hỏa. Những bằng chứng về sự sống từng tồn tại trên sao Hỏa. Mặc dù rất lạnh và khô với bề mặt lộng gió, cằn cỗi khi phải hứng chịu những đợt bức xạ cực mạnh của mặt trời, nhưng nghiên cứu cho thấy hàng tỷ năm trước hành tinh này có thể từng tồn tại sự sống. Những dấu tích của nước từng chảy trên hành tinh này hay là áp suất khí quyển đủ cao để nước lỏng ổn định trong những thời gian dài trên bề mặt, khiến các nhà khoa học tin rằng sao Hỏa thuở sơ khai từng tồn tại sự sống. Phi thuyền thám hiểm tiếp cận sao Hỏa bắt đầu với các tàu Mariner 4, 6 và 7 của NASA cũng tiến hành khi mà Liên Xô phóng sứ mệnh Masnit. Các quốc gia chinh phục không gian khác đã gửi hơn 30 năm nhưng sự thành công còn rất khiêm tốn. Tuy nhiên, những dữ liệu thu được khiến các nhà khoa học không nản chí vì sao Hỏa luôn ẩn chứa những bí mật bất ngờ. Sau hàng thế kỷ quan sát bằng kính thiên văn cho thấy sao Hỏa có một bề mặt và bầu khí quyển động lực học. Các quan trắc phổ tiến hành hồi những năm 1940 và 1950 lần đầu tiên cho phép xác định thành phần, áp suất và nhiệt độ của khí quyển sao Hỏa. Các quan trắc ảnh và phổ ở những bước sóng khả kiến đến hồng ngoại gần hồi những năm 1950 và 1960 cũng cung cấp thông tin cơ bản về bề mặt hành tinh. Năm 1966, nhà vật lý Robert Langdon và nhà địa chất hành tinh Bruce Murray thuộc Viện Kỹ thuật California nhận thấy nhiệt độ và áp suất ở bề mặt hỏa tinh trong khí quyển cân bằng với bề mặt. Năm 1971, phi thuyền đầu tiên bay quanh sao Hỏa Mariner 9 và đôi tàu song sinh Viking 1976 xác nhận sự tồn tại carbon dioxide ở các chóp cực, đồng thời cho thấy sao Hỏa là hành tinh cấp cao trong hệ mặt trời với bề mặt phức tạp và hoạt động địa chất đa dạng. Nhiều bằng chứng chỉ ra nơi đây từng tồn tại cả một đại dương. Năm 1996, một đội các nhà khoa học của NASA đã công bố bằng chứng có thể có những hình thức sống hóa thạch được bảo quản trong một thiên thạch mà người ta tin là nó đến từ sao Hỏa. Hòn đá đã lưu giữ bằng chứng về những tổ chức giống như là vi khuẩn cổ xưa đã từng phát triển mạnh trên hành tinh đỏ. Những sứ mệnh sau này đã củng cố các bằng chứng về sự tồn tại nước trên bề mặt sao Hỏa và cho chúng ta những kiến thức đầy đủ hành tinh này như địa hình, cấu tạo, quá trình địa chất trong quá khứ, tương lai cho nhân loại.
Hiện nay, chúng ta vẫn không ngừng nghiên cứu hành tinh láng giềng đầy bí ẩn này, và những phát hiện bất ngờ luôn khiến cho các nhà khoa học phấn khích. Có thể một ngày nào đó, con cháu chúng ta sẽ quan sát trái đất từ sao Hỏa, như nhìn về chính quê hương mà tổ tiên mình từng sinh sống. Bí ẩn người ngoài hành tinh chạm trán con người phần 2. Nhiều người, trong đó có cả các nhà lãnh đạo và khoa học gia nổi tiếng thế giới, đều tin rằng không chỉ tồn tại sự sống ngoài hành tinh, mà họ đã nhiều lần đến thăm trái đất bằng các UFO. Xuyên suốt lịch sử, nhiều vụ chạm trán giữa con người và UFO đã được ghi lại. Điều này đã được xác thực trong các tài liệu giải mật. Những vụ chứng kiến đông người, nếu ai đó nói họ thấy UFO, người ta cho rằng anh ta nói dóc. Nhưng nếu nhiều người cùng nói như vậy, vấn đề sẽ khác. Sáng sớm ngày 1 tháng 6 năm 1853, nhiều giáo viên và sinh viên trường Burritt của Tennessee, Hoa Kỳ đã kinh ngạc khi nhìn thấy hai vật thể phát sáng chói lòa lơ lửng trên bầu trời. Theo giáo sư A.C. Canis, người sau đó báo cáo sự việc cho Hiệp hội Khoa học Hoa Kỳ, một UFO nhỏ hơn có hình dáng trăng tròn, UFO kia có hình một ngôi sao lớn. Chúng liên tục thay đổi hình dạng và kích cỡ trong vòng 30 phút. Các sinh viên hỏi giáo viên, nhưng cả thầy hiệu trưởng và các giáo sư đều không trả lời được. Giáo sư Canis viết, ông còn cho biết hai UFO xuất hiện đã khiến độ ẩm trong không khí dày đặc hơn bình thường. Ngày 17 tháng 4 năm 1897, vào khoảng 6 giờ sáng, cư dân thị trấn nhỏ của Aurora ở Texas đã bị đánh thức bởi sự xuất hiện của một tàu không gian, theo tờ Dallas Morning News. Chiếc tàu bị đâm vào một chiếc cối xay gió, các mảnh vỡ tung tóe khắp nơi. Người ta cho rằng trên tàu chỉ có một phi công. Thi thể của anh ta đã bị biến dạng, nhưng những phần còn nguyên vẹn khiến người ta nghĩ rằng anh ta không phải là cư dân của thế giới này, tờ báo viết. Thi thể của sinh vật trên UFO này sau đó đã được chôn trong nghĩa trang của thị trấn. Trong khi đó, các cơ quan phòng không của Los Angeles cho biết đã xảy ra cuộc chiến đấu với UFO vào ngày 25 tháng 2 năm 1942. Khi đó, radar đã phát hiện một UFO cách Los Angeles 120 dặm về phía Tây. Nó nhanh chóng thu hẹp khoảng cách còn vài dặm rồi biến mất. Sau đó, một sĩ quan pháo binh ở bờ biển báo cáo thấy 25 vật thể bay ở tầm cao khoảng 7.600m. Vài phút sau, những người khác thấy một vật thể giống quả bóng mang theo lửa bay qua Santa Monica. Rồi lực lượng phòng không thấy một đám vật thể bay ở nhiều độ cao khác nhau với vận tốc tới 200 dặm trên một giờ. Lo sợ thành phố bị quân Nhật tấn công, lúc đó đang ở thế chiến thứ hai, nên họ đã bắn hết 1.400 băng đạn vào các UFO, nhưng tất cả đều giống như bắn vào hư không. Một vụ chạm trán đông người gần đây là vào tháng 8 năm 2016, khi mà có nhiều UFO hình dáng như những chiếc kim tự tháp lộn ngược bay lơ lửng trên các kim tự tháp ở Ai Cập, thu hút sự chú ý của rất nhiều người. Video quay lại cảnh này đã được kênh Section 51 đưa lên YouTube. Vụ chạm trán này khiến người ta nhớ tới một thư tịch cổ của người Ai Cập vào thời Pharaoh Thutmose trị vì. Có nói đến UFO xuất hiện vào năm 1480 trước công nguyên. Các tài liệu giải mật cho đến nay, theo quy định của luật pháp, các văn kiện mật của các chính phủ và cơ quan chức năng về UFO và người ngoài hành tinh lần lượt được giải mật. Qua những tài liệu giải mật này, có thể khẳng định UFO và sự sống ngoài hành tinh không phải là chuyện nhảm nhí như lâu nay người ta vẫn nghĩ. Chẳng hạn, trong tập tài liệu giải mật dày 1.900 trang của Bộ Quốc phòng Tây Ban Nha mới công bố năm ngoái, có ghi lại nhiều vụ chạm trán phát hiện UFO tại nước này từ năm 1962 đến năm 1995. Sự kiện đầu tiên được ghi lại xảy ra vào năm 1962 tại San Javier, trong khi sự kiện cuối cùng là vào năm 1995 tại Morón. Trong đó nổi bật là vụ Ferroy ngày 2 tháng 4 năm 1966. Khi đó, một quản ngục và hai thủy thủ đã nhìn thấy một vật thể đồ sộ trên bầu trời, cứ 5 phút lại thay đổi hình dạng một lần. 30 phút sau, một thủy thủ khác cũng nhìn thấy vật thể tương tự lơ lửng trên khu vực một đài phát thanh ở Narron. Tại Hoa Kỳ, thời gian gần đây, các cơ quan nhà nước như CIA, FBI hay NASA cũng lần lượt công bố các tài liệu giải mật về người ngoài hành tinh. Mới đây, theo tài liệu của CIA, khoảng 21 giờ ngày 19 tháng 2 năm 1968, một vật thể sáng di chuyển với tốc độ cao bay ngang qua bầu trời phía đông bắc Nepal và phía bắc của Sikkim. Vật thể lạ có hình dạng thuôn dài, phát ra những tia sáng màu đỏ và xanh lá cây.
âm thanh như những tiếng sấm rền phát ra vài giây sau khi vật thể xuất hiện. 3 ngày sau, tại Thimphu, thủ đô của Bhutan, người ta phát hiện vật thể lạ di chuyển với tốc độ cao không gây ra tiếng động, nhưng phát ra ánh sáng màu xanh dương. Không lâu sau, ngày 4 tháng 3 cùng năm, một UFO được phát hiện di chuyển từ phía đông sang tây gần đèo Changla thuộc Ladakh, bay qua căn cứ không quân Ấn Độ ở khu vực Phutcher và Koyu. CIA cho biết vật thể sáng, trắng và kèm theo hai tiếng nổ, ngoài ra còn có tia sáng đỏ theo sau làn khói trắng. Đáng chú ý, ngày 25 tháng 3 cùng năm, một vật thể kim loại khổng lồ hình tròn có đế rộng 1,8 m và cao khoảng 1,2 m được tìm thấy bên trong miệng hố ở Bathichau, cách thành phố Pokhara của Nepal 8 km về hướng đông bắc. Vật thể xuất hiện kèm theo ánh sáng trắng và hai tiếng nổ lớn. Trước đó, tháng 11 năm 2016, FBI cũng công bố các tài liệu mật liên quan đến người ngoài hành tinh. Tài liệu ghi lại chi tiết vai trò của FBI trong các cuộc điều tra về người ngoài hành tinh được thực hiện từ năm 1947 đến năm 1954. Tài liệu đã chỉ ra 9 đặc điểm về người ngoài hành tinh. Đĩa bay chở theo phi hành đoàn được điều khiển từ xa. Họ thực hiện nhiệm vụ hòa bình và ngắm hành tinh chúng ta. Người ngoài hành tinh đến trái đất trông như con người nhưng to lớn hơn rất nhiều. Họ đến từ thế giới của họ. Đĩa bay tỏa ra năng lượng. Họ đến từ những hành tinh rất xa chúng ta, không biết và không đến được. Thân thể và phi thuyền của người ngoài hành tinh tự hóa rắn khi đến với chúng ta. Sau đó, họ biến mất vào bầu trời, không để lại dấu vết, không ai nhìn thấy nữa. Họ không đến từ thế giới thiên thể, nhưng lại tương ứng với Lakak hay là Talak. Trong năm 2016, các camera tự hành của NASA đã nhiều lần ghi được các hình ảnh của UFO trong vũ trụ. Chẳng hạn vào tháng 7, những bức ảnh thời gian thực truyền từ tàu vũ trụ SOHO của NASA đã nhiều lần cho thấy các UFO xuất hiện gần mặt trời. Tàu vũ trụ SOHO được phóng lên không gian vào tháng 2 năm 1995 theo dự án liên kết giữa NASA và cơ quan hàng không châu Âu với mục đích nghiên cứu mặt trời. Kể từ đó tới nay, nhiều bức ảnh SOHO cung cấp đã cho thấy các vật thể bay không xác định xung quanh mặt trời. Tuy nhiên, NASA vẫn chưa có bất kỳ phản hồi nào về các phát hiện này.